Xin chào các bạn. Trong một cái video gần đây thì mình có review với các bạn về một bộ loa nghe nhạc Hi-Fi đến từ thương hiệu Edifier với mã model là F1000 Mark II. Thì mình có nhận xét đây là một bộ loa cũng khá là đa dụng để cho chúng ta có thể sử dụng nghe nhạc cũng như là xem phim, giải trí, thậm chí là hát hò karaoke tại nhà. Và một bộ loa nghe nhạc Hi-Fi thì chắc chắn là cái điều nó làm tốt nhất thì là nghe nhạc rồi phải không ạ? Tuy nhiên thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau test thử cái khả năng hát karaoke của bộ loa F1000 Mark II này sẽ như thế nào các bạn nhé. Và cái thiết bị mà mình sẽ sử dụng trong bài test ngày hôm nay thì tất nhiên là chúng ta sẽ có một bộ loa Edifier F1000 Mark II rồi. Ngoài ra thì mình sẽ sử dụng một cái micro hát như thế này. Tiếp theo là một cái sao cạc livestream. Đây là một cái sao cạc của Tuckstar với mã model là SCM1. Thì đây là một cái sao cạc cũng có cái mức giá cũng rẻ thôi. Và cái thiết bị để mình thu âm lại thì mình sẽ dùng một cái máy ghi âm Zoom H1 như thế này. Ngồi lại nhấp chén say, lâm trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài tháng quá dài, muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọc ngà cũng mây về, lâm trong buồn hoài cũng thấy quen. Ngồi buồn ngó gó sen, chỉ sao cõi đời này đỏ đen. Chờ người đời ơi về đây mang theo sao yêu, chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng. Chờ người đâu thấy người còn hoài xa cách xa, một mình trong đêm lắng nghe gió. Ngồi lại nhấp chén say, lắng trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài tháng quá dài, muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọc ngà cũng mây về, lắng trong buồn hoài cũng thấy quen. Ngồi buồn ngó gó sen, trách sao cõi đời này đỏ đen. Chờ người đời ơi về đây mang theo sao yêu, chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng. Chờ người đâu thấy người còn hoài xa cách xa, một mình trong đêm lắng nghe gió than. Vì lời một ngày dịu em bước đi, tìm về nơi xa phút giây yên bình. Đầu nón vui gió người còn là mây viễn du, để lại đằng sau tiếng ai thơ trên say, lắng trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài tháng quá dài, muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọc ngà cũng mây về, lắng trong buồn hoài cũng thấy quen. Ngồi buồn ngó gó sen, trách sao cõi đời này đỏ. Với những ai mà có tìm hiểu về loa nghe nhạc thì chắc hẳn là sẽ biết rằng cái thiết kế của một bộ loa nghe nhạc chuyên dụng thì nó sẽ hơi khác so với một bộ loa dùng để hát karaoke chuyên dụng phải không ạ? Và thông thường thì với những cái bộ loa nghe nhạc thì khi mà chúng ta hát karaoke nó sẽ không được hay cho lắm, và ngược lại
trừ phi đó là một dàn âm thanh cũng khá là đắt đỏ thì nó mới có thể làm tốt cả hai việc đó được. Và bộ loa nghe nhạc Edifier F1000 Mark II này thì cũng không phải là ngoại lệ. Nó là một cái bộ loa hi-fi nghe nhạc ở cái mức phân khúc giá tầm trung khoảng 6 triệu đồng. Chính vì vậy cho nên là cái việc mà nó làm tốt nhất đó là nghe nhạc. Và mình cũng đã có review về bộ loa này, nó nghe nhạc rất hay, rất chi tiết và nghe rất là thích. Đó. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta hát karaoke trên cái bộ loa này thì mình đánh giá không cao lắm. Nó cũng chỉ ở mức vừa phải thôi. Đó. Cho nên là nếu như các bạn mà đang muốn tìm cho mình một bộ loa chuyên dụng để hát karaoke ấy, thì nên tìm hiểu về những bộ loa dành cho karaoke. Tuy nhiên thì nếu như các bạn mà là người mà nghe nhạc nhiều hơn, có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng một cái bộ loa để nghe nhạc là chính. Còn cái việc hát hò karaoke, tức là lâu lâu mình mới hát một lần và thỉnh thoảng mình mới hát thôi, nó không thường xuyên, thì mình nghĩ rằng bộ loa Edifier F1000 Mark II này cũng khá là ổn cho các bạn. Đó, bởi vì là như các bạn cũng biết, ở cái tầm phân khúc giá khoảng tầm 6 triệu đồng thì để có được một bộ loa nghe nhạc hay cũng như là hát karaoke hay thì rất là hiếm. Đó, và cái bộ loa F1000 Mark II này nó có một cái công suất là 120W, một công suất khá là lớn thì cũng đủ để cho chúng ta có thể hát karaoke giải trí tại nhà ở cái mức độ vừa phải rồi. Đó, thì vừa rồi các bạn cũng đã nghe qua cái phần demo, thì hy vọng rằng với cái video này thì các bạn có thể trải nghiệm thêm về cái tính năng hát karaoke trên cái bộ loa F1000 Mark II này để có thể quyết định là có sở hữu cái bộ loa này hay không. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.